Ngày hôm nay mình đã tìm được một trò chơi tycoon về anime mình rất là thích, đó chính là Anh Gươm Diệt Quỷ đó các bạn. Mình và Jimmy sẽ xây dựng chung một ngôi nhà của hai đứa mình, và một người sẽ là thợ săn quỷ, còn một người còn lại sẽ là quỷ. Tụi mình đã xây dựng thành một ngôi nhà hoàn chỉnh. Chưa hết đâu, mình còn bỏ ra robot để mua hơi thở mặt trời nữa đó. Còn Jimmy cũng bỏ ra robot để sở hữu hơi thở mặt trăng. Tụi mình còn đối mặt với quỷ thượng quyền nữa nha mọi người, và đó chính là Thượng Tam và Thượng Ngũ, rất là mạnh luôn. Liệu tụi mình có thể đánh bại được quỷ thượng quyền và đánh bại luôn cả những người chơi khác đang trong map hay không? Các bạn xem đến hết video này nha. Nhớ là đăng ký và like video cho tôi đó. Còn bây giờ đây, chúng ta vào video thôi. Let's go. Ok Jimmy ơi, chúng ta sẽ chơi Anh Gươm Diệt Quỷ Tycoon nha. Jimmy sẽ chọn quỷ. Jimmy sẽ chọn diệt quỷ hay là quỷ? Jimmy sẽ chọn là diệt quỷ. Diệt quỷ thì vô cái chỗ Slayer nè. Đúng rồi, đi vô đây, đi vô đó. Trời ơi, giọng chuyện quá. Vô đây, chị vô đây, chỗ nào vô đây. Dạ. Rồi, còn tôi sẽ Slayer. Sau đó chúng ta sẽ lên ra ngoài này. Nhanh lên, nhanh lên. Ra ngoài này nè bà. Chị ra ngoài đỏ hả? Ok, rồi giống da rồi nè. Bà là màu đỏ, tôi là màu xanh. Ok, thì một tí mình lên trên đây nè. Đó, lên trên đây nè. Xong rồi mình đạp vô cái tiền nè, Jimmy. À, mình đạp vô cái tiền này. 80 rồi, đủ rồi. Chạy ra, đạp kia coi. Đây. Giữ gì sao, giữ gì sao. Bây giờ đạp để cho mình chuẩn bị mua cái 140 bên kia luôn Jimmy à. Bây giờ hiện tại mình chỉ có một cái cây cuốc như vậy, một cây rìu thôi bạn ơi. Cái này để mình chặt gỗ, chặt này chặt kia đó. Ai bây giờ thì mình sẽ ý chà. Đúng rồi đấy bạn, là bản thân hay là người yêu thì cứ một người là tha hóa, người này me như bọn tôi là ok đó chứ. Giờ mình đi chặt gỗ à, hay sao vậy? Kỹ năng là e. Ôi ơi, tôi ném mấy cây rìu của tôi. Cái chặt gỗ được gì không nữa mấy bạn ơi. Ô, chặt gỗ, lấy được gỗ. Game này hơi khó hiểu một xíu nha bạn ơi. À đây, vậy tôi mua cái bức tường ở ngoài nha. Đó, tôi mua được bức tường rồi nè. Rồi rau gì nè, thôi mình mua cái này đi. Đó, ok, ok, ok. Đây rồi, là người diệt quỷ. Mình có nên giết nó không kìa? Giết được không? Coi chừng nó mạnh quá, nó đập bà luôn á. Jimmy đang đánh diệt quỷ các bạn ơi. Vậy mình đi đánh quỷ các bạn à. Jimmy là quỷ mà, còn mình là Slayer mà các bạn. Ok, tôi đang đánh quỷ rồi Jimmy ơi. Mày như nào. Ú, nhặt tiền luôn các bạn ơi. Ú, giết một con quỷ nha. Ơ, nhiều tiền á. Ơi, cái cuốc này có thể đào sắt nè, tôi đang đào sắt. Ủa sao đào được rồi? Bem. Ơ, tôi được quặng Michirin. À, cái này là để làm kiếm đó mọi người. Quặng này để làm kiếm nè Jimmy béo. Chém nó Jimmy. Bé bị. Mày nhặt quặng. Anh bạn này bán gì vậy? Bán gỗ. Ú vô. Ở đây mình có thể bán gỗ cho con nhỏ này được các bạn à. Vậy là mình có tiền, vậy mình đi chặt gỗ. Yeah, mình sẽ quay trở lại con nhỏ này để mình bán 4 cục gỗ của mình. Hình như được cũng khá khá đó mọi người. 2.600. Dạ sớ. Ủa sao tôi không có xì keo gì của quỷ á vậy trời? Hình như mình phải nâng nhiều lên. Về nhà kiếm tiền rồi nâng lên đi. Bây giờ mình sẽ đợi 5.000 để mình ra đây mình học vô cái ông cho mình học kiếm. Đây rồi, 5.000 rồi các bạn ơi. Và mình sẽ đi ra đây để mình học cái này. Dạ sớ. Yeah, ổng sẽ là người chế kiếm cho mình đó các mọi người. Katana của nước, katana của sấm. Oh my god, bị nhiều luôn á. Nhưng mà có điều là tiền nhiều vãi nồi các bạn ơi. Mọi thứ yêu cầu một gỗ và một Nichirin ọt. Có nghĩa là mình có rồi nhưng mà oh my god, nhưng mà tiền nhiều lắm. Ôi, hơi thở thần lửa. Katana 350 robot các bạn ơi. Hơi thở mặt trăng thì chúng ta tốn 700 robot. Oh my god. Ôi, con quỷ nó mạnh lắm á. Rồi, bỏ đi. Trời ơi, con quỷ này có thuyết quỷ thật ta. Oh my god. Ôi ôi, nó đánh tôi. Ui, Jimmy ơi, bà báo. Ôi, con nhỏ này hiếp quỷ thật, full mua gian. Hồi nãy tôi ăn chắc mình tiền của nó, chuyện nó dí à. Mày nè, mày, đánh nó. Au, trời cút luôn. Trời ơi, sao bà vũ con này vô nhà mình vậy? Trời ơi, Jimmy ơi. Trời ơi, gặp okay, Jimmy gặp mua gian. Rồi, xong lừa luôn. Rồi lừa, mua danh lừa, mua danh scam luôn. Ủa, trời ơi, đừng có nói tôi mua cái này, chỉ lẽ nghe mua danh nói rồi nha. Rồi xong, để nhấn vô lại mua danh nữa coi, coi nó có cho trời mình gì ơi. Không. Ồ, được rồi nè, rồi thò bi da, mực thầy 64 đô. Yeah, mình đã có 6 gỗ rồi các bạn ơi. Thằng này là Zenitsu nữa bạn, cái kiếm của nó hệ điện kìa. Đồ VIP nha, thôi tôi đi bán gỗ tiếp đây. Tôi là anh Tiều Phu lương thiện các bạn ơi, không biết gì hết nha. Ủa nó combo kìa, ghê. Oh god damn, ow, thứ nhất. Ô, tôi giết cho. Thanh Kiều các bạn ơi. Thanh Kiều các bạn ơi. Người ta giết cho mình nhặt mà Thanh Kiều người ta các bạn ơi. Mình lên được 12.000 rồi. Chứ mày làm gì nãy giờ vậy? Ơ trời sáng rồi. Rồi lại gặp Mujan nữa kìa.
Ui trời ơi, sao Muzan lắm vậy? Sao tôi vô nhà trời? Ủa giờ này có một ông gì đang học võ gì trong đây nữa bạn ơi. Để mình vô mình kiếm ổng thử coi mình có nói được, mình có làm gì được với ổng không các bạn. Hello Suwin. Ui nhỏ gái à. Trời ơi, tưởng con trai các bạn ơi. Báo thù phong cách ăn vọt. Này mua được nữa bạn ơi. Rồi Thanh Kiều. Thôi từ giờ tôi xây nhà tiếp đây. Bà cứ làm gì bà làm đi. Rồi, mình đi qua này mình nâng cái này lên. Cái này lên. Cái nhà vô nhà nè. Con đánh đạn để trả thù rồi đánh đạn nữa à. Lại con đánh đạn chết rồi nhau. Để mình sẽ mua cái kiếm này luôn các bạn ơi. 350 Robux nè. Ui giời cái gì máy đánh ở ngoài. Đó 300 Robux. Yes sir. Mua cái này luôn đi. Trời ơi cái gì mà tốn kém dữ vậy nè. Đó có tiền chứ mấy ơi. Để tôi mua thơ thở của hỏa thần. Ông này sư phụ của tôi. Vũ điệu hỏa thần. Yes sir. Hãy đi làm cho ta cây kiếm nó đây. Đây rồi. God damn các bạn ơi. Đây chính là cây kiếm của Tanjiro. Ủa nhưng mà mình hình như mình chưa có hơi thở hay sao nè. Tại mấy chiêu vậy. No. Oh my god. Gì mẹ anh. Gì dâu quỷ. Thằng nào đánh bấy yêu đâu. Cha. Người bốc cháy. Giỡn với chị. Ủa giờ được gì được tiền. Mày nè. Mày tôi có vũ điệu hỏa thần nè. Chà. Wow. Được không bé bì? Mất máu luôn bé bì. Dạ. Trời ơi là trời. Chà. Chà. Ồ để mình test hết chiêu nha các bạn ơi. Đây E, R, T, I, U. F luôn hả? À ok. U gì đâu? U ông nội tôi. U gì? U gì mà U? Hình như là cái vậy là cái này nó chỉ có đến đây thôi mọi người à. Được vậy bây giờ mình phải à, đây đi vô trong đây để mình test được nè. E. Chà. God damn. R. Cho. Đồ. Ui. Trời ơi bay khỏi map luôn ông nội ơi. Ảo được chứ. Ảo được chứ. Đúng là vũ điệu hỏa thần. Vừa quỷ mà vừa nãy giờ đánh một lúc luôn vậy trời. Vừa đông đỏ mà vừa địch luôn hả. Đúng rồi. Mua này nữa các bạn ơi. Ồ. Mua u đon. Boss ở đâu kìa các bạn ơi. Boss ở đâu kìa. Đây đủ rồi. Woohoo. Nâng cái này lên. Rồi yes sir. Mình nâng hết rồi đó. À đi. Cái kia cái mấy cái quặng này mình đem vô đây mình bán nè mấy bạn ơi. Bán kiểu này được á mấy bạn ơi. À quặng là mình bú 4.500 á mọi người. Bạn 1.900. Oh my god, giàu nha, giàu đó. Ê định đánh mình hay gì vậy? À mày đang định đây, mày định đây. Mất hết. Định đến đây con kia. Mình chưa hiệp thuộc kêu rồi. Mình thuộc kêu rồi thì đừng hòng. Mình chưa thuộc kêu ơi. Ai dướng. Ai đau nha mọi người. Ây cha, á đù, thằng này nó biết chơi anh em à. Mình không có cái chiêu nào mà đánh dao đánh tầm xa hả ta. Vũ điệu hỏa thần kỳ vậy. Ê, con quỷ. Ây cha, ê con quỷ này là con quỷ lục nè các bạn ơi. Ủa nguyên lục, con nhỏ em gái nha mọi người. Ôi, mày nè. Tôi đang đánh quỷ em. Ây cha, quỷ em cũng mạnh lắm. Ôi, quỷ em nó mạnh điên. Quỷ anh nó cũng mạnh luôn hả. Ủa này hai ba người đánh luôn. Mày nè, mày ngon. Ơ tôi chỉ được con rồi. Này nghệ thuật kể cục đeo đỏ đen nè Jimmy. Nghệ thuật quỷ. Ây da. Tôi đánh thằng này vô. Mày nè con. Đánh người yêu tao mày. Mày đánh người yêu tao mày. Mày hả mày? Ây da, chết luôn rồi. Má nó mạnh quá bạn ơi. Sắp giết được thằng này rồi bạn ơi. Sắp giết được rồi. Mày nè. Giết được nó rồi. Chưa nữa. Bà nội ơi nó trâu bò quá vậy. Mày nè. Dẹ với được quỷ anh rồi. Let's go. Được tiền. Mày sao. Đây các bạn ơi. Katana sấm nè. À. Hồi nãy mấy người kia muốn mua là mấy cái như này nè bạn. Katana rắn. Katana côn trùng. Cái gió. Thằng kia thằng hồi nãy đã mua gió nè các bạn. Mua hỏa thần là đỉnh nhất rồi. Không cần mua nữa bạn ơi. Tôi mua cái vũ điệu mặt trời rồi. Bà mua cái vũ điệu mặt trăng. Rồi ba qua gặp Muzan. Hồi nãy tôi mua cái 200 mấy cái gì. Trời ơi, mua cái đó là để bà có thể sử dụng được thiết quỷ thuật của quyền nhất đó. Thượng quyền nghĩ nhất luôn á, mạnh nhất luôn. Giống như tôi là lượt mặt trời còn bà là mặt trăng á, kiểu gì đó. Của hai anh em mạnh nhất team luôn á. Chà. Mày. 700 Robux. Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Rồi đi kiếm Muzan đi bà. Ủa là phải đi tìm Muzan hả? Đúng rồi, Muzan mới mua được. Xong rồi. Ở đây có quỷ kìa. Tao tới. Mày nè. Chém nè, tao chém. Tiền. Được chưa Jimmy? Ghét con quỷ này cái nó quậy nè. Rồi vô gặp Muzan đi. Chu. Ôi Akaza Jimmy ơi. Akaza. Tao cần bé cứu không? Ôi trời ơi, nó đấm một phát má ơi luôn. Oh my god. Trời ơi Akaza, nó đánh một cái là má ơi luôn á bạn ơi. Ủa nãy chỉ lấy quặng đâu vậy ta? Chạy. Mày. Akaza, vô lên tìm con đây.
Chà. Quỷ Akaya này mạnh lắm. Ủa nó chạy lẹ vậy. Ui, dạ, nó đánh một chiêu cái mình muốn ná thở luôn mọi người. Đậu phộng. Đậu phộng. Để học chiêu quá Jimmy. Trời ơi, đánh rớt cái kiếm luôn mày ơi. Làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày ơi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ngọ. Ôi nó chết rồi, gia nhặt tiền nhanh lên. Trời ơi, con này nữa chứ. Ê cái là tình đó mày rảnh không? Mày rảnh không? Mày đi chỗ khác Jimmy. Mày rảnh không? Mày đi chỗ khác Jimmy. Không có tuổi nha con. Có cái hồn gì vậy Jimmy ơi. Tôi nhặt không được, bà nhặt được á. Chạy qua nhặt chứ đi, chạy qua nhặt chứ đi, cậy nó. Ok. Tôi xử con này cho. Bà nội nó. Tao thì có con này. Cô đang gặp cái con đây. Ủa sao tôi nhặt không được vậy? Ây da, bố chết rồi. Không phải ngẫu nhiên, tao làm bố chúng mày. Mày thích quy thuật không? Mày thích quy thuật không? Mày thích thích. Ôi, nó yếu lắm rồi Jimmy ơi, yếu lắm rồi, bố đi. Ui ghê, nhớ nhặt tiền nha, không có người kia nó nhặt đó. Đập nó luôn, chỉ có luôn, nếu mà nó nhặt của bà. Kì dám đánh người yêu tao hả mày? Mày chán sống mày rồi. Mày muốn chết được không? Mày chán sống mày rồi. Cưng là ai? Gì? Chị chiều cưng đêm nay. Cái gì vậy cưng? Yếu rồi nè Jimmy, nửa cây ơi. Mày ngon. Mày ngon. Kiếm nó Jimmy. Ăn hiếp nó. Ây da. Bu lì mày. Bu lì đó, bu lì đó. Mày nè. Mày nè. Ây da trời. What the hell? Ủa tôi đập vô vậy tôi chết luôn vậy? Khó hiểu thiệt. Ui thiệt quyền nhất Jimmy đang đánh người. Chạy rồi. Ui ui. Ôi trời ơi, đi ăn hiếp người ta kìa trời. Bà nội ơi, bà nội. Chạy thôi. Mày nè. Ôi trời ơi, nó bị chết. Đèn tạo. Ôi đèn tạo là quỷ tới nha Jimmy. Ồ, được. Đi kiếm. Ê, như quỷ bên đây nè Jimmy ơi, quỷ nè. Quyền tư. Mày quyền tư. Ô mày có nó ra hai con quỷ khác rồi. Mày. Mạnh quá, tôi sắp chết rồi. Áo, phân thân, nó phân thân. Trời ơi, bả bay mất tiêu. Nó mạnh dữ vậy trời. Nó đâu rồi. Ây da trời ơi, cái gì vậy trời? Thiên lên lên địa lên trời ơi. Có ba con nó đánh mình thấy bà nội luôn. Bốn con luôn rồi kìa. Tưởng là để cho mày yên hả? Tưởng là để mày yên hả con quỷ. Kìa nhặt tiền của mình ra. Ê lộn người tôi. Ôi cái gì? Ê. Chi nói tí nó đừng có cho nhặt. Ây cha. Hai thằng luôn rồi chứ mê. Sao lớn một thằng nhặt nữa kìa. Nhảy hả mày. Nhặt tiền của tao mày nhảy. Mày nhặt tiền của tao, tao giết mà mày nhặt. Mày nhặt của tao giờ mày nhảy hả mày? Ờ mình bị nó đánh. Chạy đâu trên đây luôn à, heo. Trời ơi, tôi mệt nó thiệt. Kệ bà luôn đi các bạn ơi. Rồi bà bấm cái gì mà bấm. Bấm ác luôn á bạn ơi. Dạ, con đi đánh người ta. Tôi nói rồi, tôi cho nó chết, không có cho nó chơi game. Thằng kia nhạc mà. Thằng này luôn, hai thằng. Rồi sao rồi. Lỗi chưa. Như mình nói đó, mình phá đảo rồi, mình không làm gì được nữa đâu. Chỉ có đi đánh mấy thượng quyền thôi á. Trời ơi, game nhiều quá, giờ con còn thượng quyền đâu ra nữa. Ủa tôi không biết là khi mà tôi mua thêm cây dao khác thì tôi có bị mất không á, sợ gì thôi. Mất á, tôi nghĩ là mất á. Tôi cũng nghĩ thế nên tôi đang không dám mua nè. Như hết đó, mình chỉ có vậy thôi á Jimmy ơi. Vậy là mình phá đảo rồi hả? Mày hình như là mình chơi xong hoàn thành rồi đó mấy bạn à. Tôi còn dư 190k tiền luôn nè, tôi không biết làm gì luôn. Stop kiếm mày bây giờ. Được rồi, thôi video này đến đây đó các bạn ơi. Bạn nào chơi thử thích thanh gươm gì quỷ thì chơi thử cái trò này nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye.